Bạn đã từng nói chuyện với ai đó mà người ta nghe không hiểu bạn nói gì, bạn nói hoài mà người ta không hiểu, thậm chí người ta đóng luôn não của người ta lại và người ta không muốn nghe bạn nói điều gì hết. Phúc đã từng như vậy, Phúc đã từng cố gắng nói chuyện với họ, cố gắng đưa thông tin, cố gắng giải thích để cho họ hiểu, nhưng mà họ không hiểu. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên lý vòng tròn tri thức. Theo nguyên lý này đó, nếu như mà chúng ta lấy cái biết của mình mà nói cho họ nghe thì họ sẽ không hiểu. Và nếu như mà cái biết của mình trúng ngay cái mà họ đã biết rồi thì họ sẽ không nghe bạn nói gì đâu. Và nếu như mà cái biết của bạn trúng ngay cái mà họ chưa biết, họ chưa có rõ thông tin thì họ cũng sẽ không hiểu và não họ sẽ đóng lại. Đó là cái tâm lý của một con người. Chính vì vậy, theo nguyên lý vòng tròn tri thức thì chúng ta cần phải lấy cái biết của người, mình nói cho người biết thì người sẽ hiểu. Và chúng ta với một cái thái độ đó chính là cầu thị và khiêm tốn, chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta dẫn dắt câu chuyện, chúng ta quan sát, chúng ta phán đoán xem là cái biết của người đó như thế nào và cái biết của người đó có nằm trong cái mà chúng ta mong muốn được chia sẻ hay không. Và chúng ta cũng có thể dựa theo cái niềm tin của người. Ví dụ như niềm tin của một người đó là về nhân quả. Khi chúng ta nói về gieo nhân nào gặp quả đó thì người sẽ hiểu. Còn nếu như một người có niềm tin về khoa học thì chúng ta sẽ dùng những kiến thức về khoa học để nói chuyện với họ. Như một người có niềm tin về tôn giáo thì chúng ta sẽ dùng kiến thức thế giới quan để nói chuyện với họ. Và chúng ta quan sát, phán đoán thì có như vậy chúng ta dẫn dắt câu chuyện và câu chuyện nó sẽ trở nên hấp dẫn và cuộc nói chuyện sẽ trở nên lôi cuốn và chúng ta có thể truyền đạt những cái gì chúng ta muốn cho người ta nghe. Theo nguyên lý vòng tròn tri thức thì khi mà chúng ta dựa vào cái niềm tin của người nói cho người nghe thì người sẽ biết. Dựa vào cái biết của người nói cho người nghe thì người sẽ hiểu. Dựa vào cái nghi vấn của người nói cho người nghe thì người sẽ thấu suốt. Dựa vào cái mong muốn của người nói cho người nghe thì người sẽ chuyển hóa. Nói tóm lại, khi mà trong giao tiếp chúng ta muốn cuộc nói chuyện trở nên cuốn hút, trở nên hấp dẫn và chúng ta muốn truyền đạt được cái thông tin mà chúng ta muốn truyền cho người thì chúng ta cần phải lấy cái biết của người nói cho người biết. Chúng ta không ham nói vì phần lớn là chúng ta là ham nói hơn là nghe. Vì vậy chúng ta sẽ quan sát và phán đoán xem người ta biết cái gì và chúng ta dẫn dắt đi vào câu chuyện thì từ đó bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong giao tiếp và khả năng giao tiếp của bạn. Bạn sẽ thấu hiểu người ta hơn và bạn lắng nghe người ta hơn và bạn sẽ một kết quả tuyệt vời trong giao tiếp. Bạn hãy áp dụng nhé. Đây là một phương pháp mà Phúc đã áp dụng và đã thành công. Bạn hãy áp dụng nó mỗi ngày trong giao tiếp đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với bạn bè, đối với những người xung quanh, đối với bố mẹ. Vì cái biết của họ không giống như cái biết của ta. Cầu thị và khiêm tốn thì nhiều khi cái biết của họ nó sẽ trở thành cái biết của ta. Và nó sẽ có ích trong việc chúng ta giao tiếp sau này. Và chúng ta sẽ trở thành một người tự tin trong giao tiếp và là cũng có thể là một chuyên gia trong giao tiếp. Và rất là cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trong chuỗi 28 ngày chia sẻ video giá trị.